Xin chào mọi người, cuối tuần rồi dẫn Đông Quân đi tham gia workshop về Halloween. Ở trên bàn có rất là nhiều túi, hình như là đất sét hay sao, để mình xem thử coi. Này màu cam nè, mặc cái tạp dề này vào cho đỡ dính dơ quần áo. Cho Đông Quân một miếng đất sét nặn thử xem có được không. Đố các bạn biết Đông Quân nặn hình gì? Một số công đoạn phải nhờ đến mẹ trợ giúp. À, hình như đây là chiếc nón phù thủy. Wow, thành hình rồi nè, đẹp chưa? Bạn nhỏ thích đi mấy cái workshop như vậy lắm. Tuần nào mà có là cũng cho đi hết. Còn đây chắc là con ma ngoài đời thật. Nhìn cưng chưa? Nó hôn nhau kìa. Còn trò tiếp theo là gì đây? Các bạn tiếp tục theo dõi nha. Có vẻ như đây là bộ lắp ghép ngôi nhà ma quái. Bạn nhỏ đang tìm cách để gỡ cái bịch ra kìa. Wow, mình đã đoán đúng rồi. Đây là chỗ phù thủy nè. Đây là con dơi. Mạng nhện nè. Bắt đầu ghép thôi. Mặt rất là tập trung nha. Để xem Đông Quân có hoàn thành được trò chơi này không. Trong lúc con đang xếp nhà thì mình làm gì giờ ta? Thôi mình đi lấy màu đi. Lấy một ít màu cho hai mẹ con to. Đi lấy màu mấy tiếng đồng hồ quay về vẫn thấy hai mẹ con xếp chưa xong ở nhà. Đang quay mấy cây cọ thì anh đã tô màu rồi. Khoái tô màu lắm. Vẫn là cái mặt tập trung. Khoan khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây. Hình như trên mặt dính gì ta? Có nên lấy ra không ta? Ok, để cho đẹp. Hết màu rồi châm thêm đi con. Wow, đẹp chưa? Mới đi ra ngoài có xíu quay lại, hai mẹ con đã làm xong cái nhà rồi. Cậu anh cảm anh thích kìa. Dán con nhện lên nhìn cưng chưa? Đến giờ rồi đi thôi con. Đi chơi mọi người được mang quà về con anh thích chưa kìa. Chắc ông chắc bạn đã xem. Hắn đang chi chưa rõ đồng vui nè.